Nhận Đức thấy rằng có những người chúng ta cả một đời mình nó nặng nề đủ chuyện hết trơn, không có thì muốn tạo ra có rồi thì sợ bị mắc, cứ cả đời cứ như vậy à, cái gì mà vui quý vị. Nhận Đức nói tôi nhất định tôi không có được cái gì, tôi chỉ có tập niềm vui nè, tôi nhất định là tôi tập niềm vui, mỗi ngày tôi nhất định phải cười cho nhiều, ít gì một ngày tôi phải cười 20 lần, đó là giá chót, một ngày phải cười 20 lần. Khỏi cần một ngày, buổi sáng ăn cơm xong là Nhận Đức cười hơn 20 lần rồi. Khỏi cần một ngày làm gì chứ nó mệt, thấy không? Nó có nghĩa là gặp người là cứ ai với Đà Phật. Cứ là ai với Đà Phật. Được không? Trong thầy khùng. Sao kệ tôi cười được không? Trời ơi, quý vị biết rằng nhà khoa học đã thí nghiệm con người mà thường cười trong cơ thể nó tiết ra những cái hóa chất tốt đẹp lắm quý vị à. Nên tập cười đi. Cười đi. Giờ nè, cười một, cười hai. Quý vị coi, nó cười không phải là đơn giản đâu quý vị, nó phải có tập thể á. Chứ quý vị một mình quý vị nó cười kỳ cục lắm á. Nhưng mà cười kỳ cục không phải tập cười, nghe chưa? Có cái cô kia có nói, nghe thầy nói cười ngon lành quá, con ở nhà con một mình con không biết cười cục quá. Con cứ bước ra con nhìn vô cái gương con nghe. Con bước vô con nhìn vô cái gương he. Rồi sau có cái bữa đó cái không biết chồng con để ý làm sao, ổng mới ghìn, ông nhìn con ông ghìn ông để ý, ông thấy con đi ra thì he, đi vô thì he. Rồi xong ổng qua bên nhà con á, ổng nói gia đình con á, ông nói á, vợ của con nó bị tâm thần rồi. Con ghìn ngay cái cửa con thấy nó đi ra hia, đi lỡ hia. Thì coi không ngộ nghe, mình nói cái gì Phật tử nó làm theo nghe quý vị. Mà quý vị biết bảo nói nghe ngộ lắm thầy ơi, cái lúc mà vui á thầy thì chồng của con nói con tâm thần mà con cũng hia nữa. Ông nói con gì con cũng cười, thì ông nói thiệt rồi, bà này thiệt rồi, tâm thần thiệt rồi. Để thấy không, rõ ràng con người mà nó vui, quý vị nghe cái gì nó cũng vui nghe. Như hồi tối Nhận Đức kể cho mấy cháu nghe cái câu chuyện mà có cô đang ngồi đây nè, cổ bị kìa, Nhận Đức thấy cô nhóng nhóng của coi kìa. Cái cô mà hồi tối mà kể đó, trời ơi, bà đến chùa mình bỏ cộng tu, quý vị nghĩ đi, đến chùa mình bỏ cộng tu, cái phóng sanh mà ngoài trước quý vị, không sanh á. Rồi lúc nào không sanh thì quý vị biết Nhận Đức ưa khuyên á, là khi phóng sanh á là mình vỗ tay mình niệm Phật, mình phải háo hức mình nhìn theo chim bay, thấy không? Nên Phật tử ai cũng mỗi lần phóng sanh là ưa nhìn theo chim bay, đúng không? Mà quý vị để ý mỗi lần mà mình nhìn theo chim bay thì sao? Mà khi mấy con chim nó bị nhốt ở trong lồng, mà khi thả nó đó quý vị nghĩ đi, cái cảm giác nó bay cỡ nào, giống như quý vị mở cười. Nghĩa là gì? Trời ơi, nó bay mà nó bay kiểu mà nó bay bán sống bán chết, bay mà dắt chân lên cần cổ đi bay. Thì lúc bay thì nó đi phân ra. Cái bà này bà hả miệng mới vỗ tay A Di Đà Phật. Nó bay ngay, nó đi cùng phân, nó đi ngay cái miệng. Ờ mình nói bà gặp bà ở tới chiều quá tu xong bà bị xong rồi bắt đầu là bà buồn quý vị. Cái bà đi chung, bà đi chung nói chim sa cá lị. Chim ỉa vô mình không hên đâu, bà hỏi ông thầy có đúng không. Bắt đầu bà buồn tới chiều luôn. Bà tu tới chiều bà chờ bà gặp Nhân Đức. Bà qua bà nói thầy, ngày nay con đến chùa tu, buổi sáng thì vui, mà từ khi phóng sanh tới giờ con buồn, ngủ không được. Tới chiều ăn cơm ăn cũng không vô. Hỏi làm gì mà bà tự nhiên bà buồn kỳ cục ấy? Bị chim ỉa.
cái bà đi chung mới nói chim sa cá lị chim ỉa vô mình xui lắm. Nhân Đức nói tờ bà sao bà mê tín dị đoan quá trời luôn, mà nó ỉa đâu, bà nói nó ỉa độc địa. Nó ỉa độc địa đó thầy ơi, nó ỉa ngay cái miệng. Thì Nhân Đức nói bà không có hiểu cái gì hết trơn á, cái đó là vàng đấy. Nó ỉa vô mình, nó ỉa vô dai, thì cái này nó không có hên nhiều, mà nó quất ngay cái miệng của bà. Cái này mới hên dữ dằn. Nhân Đức nói, Nhân Đức hỏi thiệt, cái lúc mà bà niệm háo hức vậy đó, nó đi xuống rồi bà bắt chợt rồi sao, bà nói con đang niệm dữ lắm, nó đi vô xong con nuốt vô bụng luôn đó. Trời ơi, cái bà đậu nghiệp đó kia. Thì quý vị cứ nghĩ đi, cái tay bên đây niệm Phật mà cái lúc mà nhìn chim bay vui á, A Di Đà Phật, A Di vỗ lia vỗ lịa, ở trên nó bay ngang sẹt ngang ép. Có khi mà bắt chẹt mà chấp chấp nữa chứ. Trời ơi đúng là khổ thiệt. Nhưng mình nói, mình nói hên, mình nói không có gì đâu. Bà mới nói ờ gì con, thầy con nghe thầy nói xong con mới yên tâm chứ hồi sớm đến giờ con sợ cũng chết luôn. Thầy thấy chưa, nên nhiều người mình tu mà ngộ ghê, cái chuyện nhỏ thôi, còn có nhiều cô nó tự nhiên con chim nó bay trước mặt con nó té xuống nó chết, không biết có chuyện gì hay không. Thầy Như Đức nói nó chết chứ bà có chết đâu. Nó không sống nữa thì nó chết thôi chứ làm gì mà xui trời. Nên chúng sanh mình ngộ hết quý vị. Nó nên mình là người học Phật nghe, tất cả những cái gì trước mắt mình là từ tâm tưởng sanh mà ra, hiểu không? Ví dụ như người ta bệnh là người ta bệnh, con chim chết là con chim chết, con cá chết là con cá chết, cái gì của cái bên ngoài là của cái bên ngoài. Còn tâm chúng ta là phải giữ cái tâm mình cho nó bình thường, giữ cái tâm mình cho nó an lạc, vì tướng do tâm sanh. Nếu mà cái tâm nó an lạc thì cái cảnh trước mắt mình cái gì nó cũng an lạc hết chứ. Còn nếu như cái tâm mình bất an là cái cảnh trước mắt mình đều là bất an hết. Nhớ nghe, nên phải luyện cái tâm này nè. Nên cái công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn là gì đó. Nó nhờ nhớ Phật niệm Phật mà cái tâm mình nó an lạc. Vị thấy cười một chập, mệt không? Cười mà ho luôn, không giỡn nè. Nên từ nơi đó mà quý vị thấy cái hội chúng không? Đông người mà nó vui, không biết nói cái gì mà người ta cười là thấy ngon rồi đúng không? Nó, miễn cười là thấy được rồi đó. Nhưng mà quý vị biết tại sao mà mình được cười nhiều gì không? Nhờ nãy giờ niệm Phật đó. Trước thời gian vô sắp xếp đạo tràng đã niệm Phật rồi. Nên cái công đức niệm Phật này, khi mà đại chúng này đông người cùng niệm lên gì, thì tức khắc cái quang minh của Phật soi gọi ngay chỗ này. Bị nhớ cái câu nghe, quang minh của Phật soi gọi tìm người niệm Phật, danh hiệu A Di Đà Phật là để cảm ứng với cái quang minh của Phật. Nhớ quang minh của Phật thì bao trùm tặng hư không khắp pháp giới. Nhưng nếu cái tần số của cái người đó mà không niệm Phật thì nó không thể nào cảm được với cái người đó. Chỉ có người niệm Phật mới cảm ứng với cái ánh quang minh của Phật. Trong khi đông người đang ngồi gì, dù là có những người niệm Phật không thật tâm, nhưng nhờ ngồi chung trong đây quý vị dẫn được cái cảm giác là hưởng lay hưởng ké, hiểu không? Tại vì đông người người ta cùng niệm, mình cũng niệm nè, tần số mình nó yếu, nhưng cộng lực với tần số nhiều người thì nó trở thành một cái lực của tần số để cảm ứng với quang minh của Phật đang soi gọi bao trùm những người đang niệm Phật. Nên quý vị mới thấy an lạc và bình an gì đó. Nên những đức nói quý vị mà mang nghiệp phá thai hoặc là bệnh hoạn, tâm tư bất an, mà quý vị đi đến những cái đạo tràng mà niệm Phật gì nè, thì khi ánh quang minh soi gọi xuống gì thì người sống được nhờ mà người chết được lợi, thấy không? Đều được lợi ích lớn vô cùng. Tại vì những người mang nghiệp phá thai trong đây nè, những thai nhi đang đi theo vị vô đây nè, giờ thăng bằng quyến thuộc chưa thiêu thoát cũng đi theo vô đây, rồi quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp người ta cũng đi theo vô đây. Thì bây giờ quý vị đang vui vô cùng thì cái tâm lúc này nó không còn suy nghĩ thủ đoạn được. Cái tâm lúc nó vui nó không có suy nghĩ thủ đoạn,
thì không suy nghĩ thủ đoạn thì tức khắc quán thân trái chủ không suy nghĩ thủ đoạn. Tại vì giữa mình với quan gia là nó cùng một tần số, nó giao kết nha, nên đi theo mình. Khi vị nghe pháp an lạc tâm, bởi vì niệm Phật an vui thì tức khắc họ nghe pháp cũng an lạc và họ cũng niệm Phật theo quý vị. Từ nơi đó mà khi đi vô đây nó cộng lực cùng đạo tràng đây là nó quá giải cái nghiệp quan gia mạnh dữ lắm. Và những cái thai nhi vì nghiệp phá thai nó hưởng được cái từ trường trong đây lớn dữ lắm. Quý vị phải nhớ nghe, phần âm người ta hưởng cái từ trường cảm giác mạnh lắm á. Vì phần âm cặp mắt của người ta nó nhìn thấy được ánh sáng khi mà mình niệm Phật. Người ta mừng lắm. Cứ khi người ta nhảy tung tăng người ta mừng, người ta hưởng được cái từ trường đó đó. Cái cảm giác nó hưởng từ trường nó lớn lắm. Nên quý vị biết rằng mỗi từng ở đây chúng ta cúng lý thực cũng lớn, hiểu không? Rồi chùa mình ngày nào cũng cúng lý thực. Nó có cái cô kia, khi mà cái buổi chủ nhật mà cổ nghe, thì khi mà cổ nghe đến cái chỗ mà những đức cúng lý thực á, những đức đọc mà hương linh ơi, cô hồn ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, ông chồng bước vô, ông chồng nói tắt. Bữa nào cũng bắt ông thầy kêu cô hồn đến không à. Bà điện thoại đến ban tổ chức, bà hỏi con bắt những công đoạn đó, chồng con la con mà những công đoạn đó có sao không? Nói không, không có sao chứ. Cái đó là do những đức cúng, những đức gọi. Thì họ có tìm đến, thì họ tìm đến đây với những đức. Chứ quý vị có gọi đâu mà họ tìm đến với quý vị. Nghĩa là những đức gọi là người ta đi đến chùa này ngày nào cũng cúng, thì những đức mời người ta đến đây dùng. Phải chi mà những đức không cúng mà những đức gọi người ta thì những đức phải chịu, đúng không? Còn ở đây ngày nào cũng cúng do hương linh hết trơn, thì người ta đi đến đây là hưởng tài thọ thực. Những đức gọi đâu phải quý vị gọi, đâu phải quý vị sợ. Nhưng mà khi quý vị bật lên vậy đó, thì khi những đức gọi như vậy đó, thì người ta đến đây thì người ta được lợi ích. Người ta cũng cảm ơn quý vị là bắt công đoạn lên mà người ta được nghe, hiểu không? Thí dụ như bây giờ đi, chùa mình một tuần chủ nhật người ta đi đến đây đông gì, thì phần âm người ta đi đến đây cũng rất là đông, đông dữ lắm luôn, không có tưởng tượng được đâu. Quý vị mà ngồi trong đây 2.000 người thì người ta đi theo quý vị mấy chục ngàn người, chứ đừng có nói một cái chuyện mà số lượng ít. Thì quý vị nghĩ rằng mỗi tuần ta đi đến đây, người ta nghe pháp, người ta vui, xong người ta được niệm Phật hồi hướng, bắt đầu lại ra cúng lý thực, cái người ta được dùng. Thì tuần sau á, thì phần hương linh đó người ta mới đi rủ những hương linh khác chưa biết ở đây. Thì giống hệt như quý vị đi đến đây tu an lạc, quý vị rủ người ta đi tu chung vậy đó. Thì hương linh á, phần âm người ta cũng đi rủ nữa. Ví dụ như gặp hương linh nó đang đi vất vơ vất vưởng đấy, bạn tới chủ nhật đi đến chùa Hộ Pháp tu, đi không? Đi đến đó tu đi, xong ông thầy ông cúng cho dùng. Đi đến đó ăn đồ ăn ngon lắm, đầy đủ đồ lắm. Đi chung đi, tôi dẫn đi cho. Chúng tôi tuần nào cũng đi đến đó chân á. Bắt đầu ma nó rủ ma nhau đi đến đây nè. Thì giống người rủ người vậy đó, hiểu không? Nó bắt đầu là tuần nào cũng rủ, thì quý vị nghĩ đông cỡ nào. Mà đi vô đây là người ta lo tu nghe. Tại giống như quý vị vô đây lo tu vậy đó. Quý vị vô đây lo tu, người ta vô đây cũng lo tu luôn. Thì bắt đầu cái lực lượng ở đây nó quá đông người cùng tu, thì tức khắc cái từ trường này nó tốt chứ không gì chứ. Còn nếu như con người mà nó loạn ở trong đây là tức khắc ma loạn. Lòng người loạn là phần âm loạn, lòng người định là phần âm định, lòng người vui là phần âm vui, lòng người sân hận đánh lộn thì phần âm sẽ đấu đá quýnh lộn. Quý vị sao phần âm vậy? Quý vị nhớ nghe. Từ nơi đó mà cái việc mà để cầu siêu là nhờ cái lực của đạo tràng này tu mạnh nè. Quý vị nhớ, nó không có phải là đọc hay ho gì mà cầu siêu được. Không phải, trong Phật Pháp nó cũng nói gì. Mà cái việc cầu siêu được là do gì cái tâm tu của mình mà đạt được thôi. Thí dụ như tâm vị an bao nhiêu thì sẽ cầu an được cho người ta bao nhiêu. Nói như gì vậy hiểu nhất nè. Khi mình an tâm như những đức đang an tâm đi, quý vị nghe những đức nói chuyện là quý vị an tâm liền nói chứ. Thì khi những đức an tâm là bao nhiêu con người này nghe là tức khắc tâm an liền. Còn khi những đức bất an là những đức nói lên là quý vị sẽ bất an liền đó. Bất an liền. Khi những đức bất an thì những đức nói á, bây giờ đông người gì, ngồi đông gì, sợ bệnh lắm á. Bệnh á, bịt khẩu trang lại đi. Đừng có làm hại thầy nghe con. Thấy không? Vì những đức bất an á, là những đức nói lên vậy là tất cả những con người đang ngồi trong đây tức khắc họ sợ.
Họ thấy cái người ngồi kế bên, trời cái ông này ốm nhơ ốm nhách, ngồi kế mình ngán quá, đi chỗ khác ngồi. Thấy không? Là do tâm những đức bất an, những đức nói lên câu gì, tức khắc con người ta bị bất an hết chưa? Thấy không? Còn nếu tâm những đức an, những đức nói có gì đâu. Cái nhân quả mỗi một con người, cái nhân gì thì quả nấy, dù quý vị chạy chờ cũng không khỏi nắng nữa. Còn nếu không có cái quả đó, dù cho quý vị ở bên cạnh đi chăng nữa, nó cũng không dính nữa. Hiểu không? Thì tức khắc là do tâm an, nên nó nói lên tất cả con người sẽ an hết chưa? Nên nói là tâm an bao nhiêu sẽ cầu an được cho người chúng ta bao nhiêu. Còn khi tâm chúng ta mà giải thoát bao nhiêu là siêu á, tâm của mình tu giải thoát bao nhiêu thì mình sẽ cầu siêu được cho tất cả những người quan gia trái chủ hay hương linh thai nhi của mình bao nhiêu. Nó cầu an và cầu siêu là dụng ngay mình mà cầu ra được an và siêu. Cái này là cái chỗ như Đức nói thật chắc nè, quý vị tính đến á, cái đoạn kinh Địa Tạng mà Bà La Môn Nữ và Văn Mục Nữ thì vị sẽ hiểu à. Bà La Môn Nữ thì cảnh giới của bà tu một ngày một đêm mà quá gì mẹ mà bà tu. Bà tu một ngày một đêm mà từ phàm phu bà thành ra Bồ Tát. Khi bà đi xuống dưới địa ngục thì quỷ dương vô động gặp bà là chào Bồ Tát. Vị nghĩ đi, cảnh giới của bà phàm phu mà bà tu hành mà bà trong định, bà đi xuống dưới địa ngục mà quỷ dương vô động gặp bà gọi là Bồ Tát. Thì quỷ dương vô độc hỏi Bồ Tát xuống đây có chuyện gì hay không, thì bà nói là thân mẫu của bà như thế đó, tên đó tên đó gì. Thì quỷ dương vô độc nói siêu thoát rồi, sanh lên cõi trời rồi, hưởng phước nhờ có một người con tu đạt được cảnh giới cao như vậy. Quý vị thấy không, rõ ràng không, bà siêu thoát đến cái mức cao vậy thì bà cầu siêu cho mẹ bà đạt đến cảnh giới cao. Nhưng quan một nữ thì cảnh giới thấp hơn, cảnh giới của quan một nữ thì thấp hơn, thì mẹ của quan một nữ cũng được siêu nhưng mà sanh làm người chết yểu, công nhận không? Nên tính vào chỗ này thì quý vị sẽ biết được là tâm mình an bao nhiêu sẽ cầu an được cho người ta bao nhiêu, tâm mình siêu thoát bao nhiêu sẽ cầu siêu thoát cho người ta bao nhiêu. Nó không có tính vào cái chuyện quý vị phải đọc hay, hay là quý vị phải làm cái gì nhiều. Nhưng mà cái tính vào cầu an và cầu siêu thật chắc trong Phật giáo dạy là chính quý vị phải tu an bao nhiêu thì người ta sẽ được an bao nhiêu. Và quý vị tu siêu bao nhiêu vì cái tâm quý vị thì quý vị sẽ cầu siêu cho người ta đạt được bao nhiêu. Nên muốn an cho người, muốn siêu cho người thì chính mình phải được an và chính mình phải được siêu. Nói ra chỗ này thì thôi, chắc nhiều người sẽ bị ế. Vì sao? Cứ lo tu không à, để cầu an cầu siêu không à, thì ế chứ làm sao? Thấy không? Đó, nhớ nghe. Thì những đức cũng ế luôn. Quý vị chỉ có nghe chứ quý vị đâu có mời những đức đâu. Tại vì quý vị có khả năng để mà cầu an cầu siêu được mà, đâu cần những đức làm gì đúng không quý vị? Cho nên chúng ta đó là cộng lực lại như vậy, không có ai nói cứu độ ai hết á, mà chúng ta cộng lực lại để cùng tu, để mỗi một người mình được an. Như nãy giờ mình cười là an nè, cười là an chứ gì, chứ có ai nói cười mà bắt an không, đúng không? Cười vui vẻ là đang an tâm, nhớ không? Là tại vì do chúng ta đông người đang cộng lực được an tâm nè. Rồi bây giờ chúng ta ngồi đây, dù chúng ta đau chân nhưng chúng ta không buồn trách gì. Rồi khi chút niệm Phật, lễ Phật thì chúng ta nhìn Phật, chúng ta niệm Phật, niệm Phật mà mỗi một cái tâm của mình là mình tha thiết mình muốn về thế giới cực lạc là siêu, là siêu thoát á, hiểu không? Thì lúc đó tức khắc là chư hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, hay là tất cả chiến sĩ chặn vong, hay những người mắc cho siêu thoát, người ta đang đi theo quý vị, người ta thấy cái tâm quý vị gì, người ta cũng phát tâm theo y răng quý vị luôn. Nhìn được ta biết hết trơn, hiểu không? Nên từ nơi đó mà cái lực của đại chúng này mạnh lắm. Nhất là cái lực của những con người mà được được hướng dẫn này mới mạnh nè. Nên tại sao mà khi người ta cúng, trước giờ cúng là phải có một cái đoạn khai thị, mà khai thị phải cho dễ hiểu nghe không? Không được khai thị trong kinh giáo hoàn toàn thì không hiểu, mà phải lấy từ kinh giáo khai thị gọn hiểu, dễ hiểu. Khi tâm con người ở trong cái hội chúng đó hiểu rồi thì tức khắc họ sẽ phát tâm. Khi mỗi một con người phát tâm, mở tâm lượng ra thì tức khắc quý vị sẽ tổ chức một cái pháp hội đó rất là có lợi ích lớn. Thí dụ như quý vị tổ chức một cái pháp hội lớn mà được thù thắng là nhờ tất cả những con người ngồi trong đó, họ phải hiểu ngày hôm nay
họ đi đến đây dự cái chương trình này, họ phải phát tâm sao, họ phải hiểu sao là để dự chương trình ngày hôm nay. Mình phải chỉ cho họ là họ phải phát tâm sao cho đúng đắn. Thì khi chỉ rồi đó gọi là khai thị. Mà phải rõ ràng, phải rất là mạch lạc, dễ hiểu, để cho mỗi một con người đều phát tâm hết. Vậy thì cái pháp hội đó khi người ta tu thì tức khắc, trời ơi, cái lực của chúng cái ngày đó nó đặc biệt lắm. Tất cả tam thời hệ niệm, bất cứ một cái chương trình gì cũng vậy, phải có người khai thông cái tâm cho người ta, hiểu không? Khi khai thông cái tâm ta rồi là tự nhiên người ta sẽ rất là nghiêm túc nha quý vị. Thí dụ như bây giờ quý vị đang ngồi đây nè, thì ngồi đau chân chứ giỡn sao, nhưng mà cỡ nào cũng ngồi là vì sao? Vì nó khai thông được cái tâm, nó phát tâm, nó đồng ý. Chứ nếu như mà nó ngồi mà nó không đồng ý là nó khó chịu lắm, làm cho từ chùa này rất nặng nề quý vị, không giỡn đâu, ngồi nói chuyện không được đâu đó. Nên mỗi một con người mình học Phật pháp đi đến chùa, không phải là chúng ta thắp vài nén nhang rồi chúng ta quỳ lại Phật ba lại rồi bắt đầu quỳ lên bắt đầu nói Phật ơi đời con khổ lắm Phật ơi, chồng của con không thương con Phật ơi, con của con bất hiếu với con Phật ơi, sao cuộc đời con xấu số quá Phật ơi, Phật gia hộ cho con, chồng con thương con nhiều nhiều đi Phật, con hiếu thảo với con nghe Phật, Phật gia hộ cho con cái mặt đẹp lên chút đi Phật, mặt đừng có nổi mụn nữa Phật ơi. Quý vị thấy không, có nhiều người đi đến chùa cầu xin đủ thứ, rồi thêm cái nữa, con nghèo lắm Phật à, Phật gia hộ cho con trúng tấm giấy số đi, con đến con trả lễ cho Phật lớn dữ lắm Phật ơi, Phật hỏi trả lễ bao nhiêu, con trúng tấm giấy số 1 tỷ thí dụ, thì con sẽ trả lễ cho Phật 5 triệu. Trả lễ lớn. Phật nói bộ tao ngu không mày hả? Nếu tao lấy 5 triệu vậy tao cho mày 1 tỷ. Tao ngu quá, thôi tao cầm 1 tỷ phức cho rồi đi. Quý vị nghĩ đi, trời, cái nghĩ đơn giản thôi mình cũng thấy mình tào lao. Tự nhiên đi cầu thánh cầu thần, bây giờ các ngài gia hộ cho con được diện vị thì con cúng cho cái đầu heo. Được vậy thì bao nhiêu cái đầu heo, tự nhiên cho mình có cái đầu heo. Không lẽ họ ngu hơn mình? Tại vì cái số của mình nó được vậy là nó như vậy, chứ làm gì cho mình. Hiểu quý vị? Nó ngay cái lúc đang sinh tự nhiên mình cũng được cái phước nó ra chỗ đó. Mình nói công nhận nghe, thằng này linh thiệt á nghe. Linh thiệt á, phải cúng đầu heo liền mới được nghe. Tầm bậy, tàu láo, thấy không? Đây gọi là mê tín, thấy không? Nên chúng ta học Phật á, phải đi vào con đường chánh tín. Mình á, làm sai á, thì mình chịu cái quả báo sai. Bây giờ mình học đạo là mình sửa sai. Giống như trên một đoạn đường mình đi á, gần hết cuộc đời mình là đi trên đoạn đường hư hỏng, đoạn đường ổ gà. Bây giờ á, tự nhiên mình đang đi vậy mình chợt tỉnh, mình nói gần hết cuộc đời đi trên đoạn đường hư hỏng ổ gà không à, gai góc không à. Tại sao mình ngu vậy, sao mình đi con đường này kỳ cục vậy? Cái tự nhiên mình nhìn qua con đường kia thấy con đường nó bằng phẳng mà nó rộng lớn vô cùng, mình nói tôi phải bước qua con đường kia tôi đi chứ tôi ngu gì đi con đường này. Thì mình bước qua con đường kia mình đi, thì mình đi con đường kia thì tức khắc mình đi con đường bằng phẳng. Thì giống như cả đời mình là hư hỏng thì là đi trên con đường ổ gà, bây giờ lúc này mình tỉnh ngộ thì bây giờ mình bước qua con đường đàng hoàng mình đi. Cái chuyện này là do mình quyết định, muốn đi đường tốt hay đường xấu do mình. Vậy thì mình gieo nhân tốt thì quả tốt, mình gieo nhân xấu thì quả xấu. Thí dụ như bây giờ quý vị đã từng phá thai 3 lần, bây giờ biết Phật pháp rồi ngồi đó mỗi ngày buồn, Phật ơi con phá thai 3 lần tội nặng lắm, Phật gia hộ cho con siêu thoát đi Phật. Không đúng. Mà từ hôm nay quý vị biết niệm Phật, quý vị cứ lo niệm Phật, đừng có suy nghĩ phá thai 3 lần kia nữa. Thí dụ quý vị có dịp quý vị nói chuyện với ai thì từ khi là mình có phương tiện phiên người ta là chị nè em, chị cũng từng phá thai 3 lần, chị biết cái này khổ, cái này là cái tội nặng nề lắm em à. Nên từ hôm nay chị quyết tâm chị niệm Phật để cầu giảng sanh, dù cho những cái thai nhi nó có làm chị đau đớn cỡ nào chị cũng chấp nhận chịu. Chị không có buồn phiền các cháu một chút nào, vì chính chị đã hại các con của chị. Đó gọi là tâm hiểu biết để mà hóa giải nghiệp chướng, hiểu không? Chứ không phải là ngồi đó mà than thân trách phận. Nêu lên cái việc phá thai, mỗi lần nêu 1 lần là nó tăng thêm 1 lần cái nghiệp phá thai. Tại vì ý nghĩ 1 lần nó chồng 1 lần sai, hiểu không? Bây giờ nếu quý vị mỗi ngày mà niệm một câu Phật hiệu, thêm một câu Phật hiệu, thêm một câu Phật hiệu, quên tất cả những cái điều ngày xưa đã sai lầm đi, mà từ bây giờ mình bắt đầu làm việc tốt từ bây giờ, thì tức khắc cái việc tốt này nó nối tiếp
và nó đưa quý vị tới cái quả là chúng ta đi đến cái chỗ giải thoát tốt đẹp. Nhớ nhớ ha. Nên từ nào đó không được suy nghĩ những điều không phải, toàn là phải suy nghĩ những điều phải, những điều đúng đắn. Vậy thì đúng rồi đó. Nên có một cái công đoạn này rất là hay nè quý vị. Những lời dạy rất hay của một vị thiền sư dạy đệ tử khi ông sắp sửa ra đi á, dạy đệ tử rất là hay. Lời dặn dò sau cùng trước khi qua đời của một vị thiền sư dạy thị giả rằng: này con, có những điều thầy mong con phải luôn ghi nhớ. Đừng biến chùa thành cơ sở từ thiện có quy mô lớn, vì làm từ thiện chưa chắc đã được người khác ủng hộ, mà trái lại sẽ gây phiền phức cho con. Bởi họ nghĩ con có nhiều tiền sẽ tìm cách tranh đoạt. Làm thiện là tốt, nhưng đừng quên mục đích cuối cùng là tu tập giải thoát. Hay không? Con nhận rất là hay nghe quý vị. Ngôi chùa là để hướng dẫn ta giải thoát, chứ không phải ngôi chùa trở thành một cái nơi từ thiện. Mình làm từ thiện thì mình phải đi kiếm tiền, mình phải đi xin tiền, mình phải đi hỏi tiền, mình gom góp tiền gì cho nó nhiều để làm từ thiện, đúng không? Nhưng mà chưa chắc mình làm hết đâu quý vị à. Có khi có 100 triệu nhưng làm 70 triệu, còn 30 triệu cắt. Rồi tiếp tục kiếm 100 triệu, làm 70 triệu, 30 triệu cắt. Cắt từ từ thì nó dính vô tiền bạc luôn. Vì mình mỗi ngày không phải là đi sâu vào chỗ giải thoát, mà đều đẩy thẳng vào chỗ từ thiện của thế gian không à. Hiểu không? Nên công đoạn này rất là hay. Những đức biết một vị Phật tử này nè, cô đi làm từ thiện chùa chiền nhiều dữ lắm. Thì có một lần á, gia đình của cô á, con trai của cô chạy xe, nó bị xe đụng, nó té gãy cái chân. Về thì cả gia đình nhà của cô mới nói với cô rằng: mày tối ngày đi làm từ thiện không à, mày đi làm việc tốt, bây giờ con mày nó chạy xe, nó bị người ta đụng té gãy cái chân rồi kìa. Từ hôm nay không đi làm từ thiện gì nữa hết trơn á, không có hỗ trợ chùa chiền gì hết á, làm từ thiện mà không được một cái gì cả. Mà chính cô này cũng thối tâm luôn, cô cũng nói thật à, từ hôm nay con nghỉ làm từ thiện gì hết. Thấy không? Đi đến chùa là để nghe đạo, để thông hiểu được. Nhờ cô làm từ thiện mà con cô nó gãy cái chân. Chứ nếu không làm từ thiện là nó gãy cổ. Gãy cổ với gãy cái chân, quý vị coi cái nào nặng. Nhưng mà cái phước nó chưa chuyển cái nghiệp sâu đâu quý vị à. Chỉ có cái công đức á, chấp nhận vui trả nợ nó mới chuyển nghiệp thôi. Hiểu không? Thiếu nợ là phải trả cho than van làm gì? Nó không? Nhiều cô đây ha, bị chồng đánh nha. Nhìn Đức nói một câu: thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Đúng không? Đừng có than van nhau. Chồng có đánh cỡ nào đi chăng nữa, không có đi nói cho ai nghe chứ á. Muốn nói là nói gì Nhật Đức nghe nè. Nhật Đức nói cho nhiều người nghe, quý vị có lợi ích. Nghe không? Có cô kia cô đến gặp Nhật Đức, cô nói: thầy ơi, chồng con đánh con chỗ này, chồng đánh chỗ này, chồng đánh chỗ này, chồng đánh chỗ này. Nhật Đức nói: được rồi, đừng có đánh nữa. Vì coi á, tại vì sao? Vì vui trả đi, than van làm gì? Còn gặp có nhiều cô á, chồng thương á, cũng đi khoe cho người ta biết nữa. Rồi chồng chửi cũng đi nói người ta nghe nữa. Chồng đánh cũng đi nói nữa. Nói gì à? Nói có lợi ích gì không? Đừng có nói dòng do. Dù là chồng thương mình cỡ nào chăng nữa cũng không có đi nói dòng do. Nói nhiều quá, nói có chừng có chuyện xảy ra nghe. Không giỡn đâu. Nên mình cứ sống cho nó đúng đắn thôi là được rồi. Cái này là lời của vị thiền sư dạy câu thứ nhất rất hay. Câu thứ hai nè: đừng giao du với quan chức, mà hãy hướng dẫn họ tu tập. Sa môn bất kính vương giả, nếu trái lại con sẽ rơi vào cảnh tranh chấp, kết quả là cây ngã bìm khô. Làm người xuất gia đầu Phật, đừng cúi mình trước kẻ chức trọng quyền cao. Câu này nói phải hiểu nghe chứ không đơn giản quý vị. Không phải là quý vị không kính trọng người ta chức phận quyền cao, nhưng câu này vị thiền sư này muốn nói rằng mình là người tu hành không được mang cái tâm hèn mọn đi cúi mình để mà kiếm tiền vật chất. Ý là như vậy. Còn người ta là người lãnh đạo một xã hội, một đất nước. Mình là một công dân, dù là người xuất gia nhưng phải có cái tâm tôn kính, tôn trọng,
sống cho có phép tắc, sống có đạo đức, sống đừng có làm phiền người ta. Chứ mình không có bao giờ muốn cái tâm giao du với người có chức phận để mình mưu lợi những cái điều cho cá nhân. Ý là mình đừng nên làm việc đó. Còn mình sống mình phải có phép tắc, có đạo đức, tôn trọng người trên, đừng làm phiền xã hội đất nước, vậy là đúng đắn. Phải có tâm nhớ ơn đất nước, hiểu không? Phải nói này phải nói rõ ràng, chứ không thôi nói rằng là không, người xuất gia không kính trọng cái người trên mình, người lãnh đạo, không phải đâu, làm vậy. Mà ý nói là mình không được có cái tâm mà đi nịnh nọt người ta đó nghe, không có được mà cầu cạnh để kiếm vật chất, không có nên làm như vậy. Việc đủ duyên thì nên làm, còn không đủ duyên thì thôi, chứ đừng có nên phan duyên đi nịnh nọt người ta mà mình đi phan duyên. Ý là dạy như vậy, người xuất gia nên chân thật hướng tâm giải thoát, duyên thiện đủ duyên thì làm, còn dù là thiện nhưng không đủ duyên thì tùy duyên, vậy là đúng rồi đó. Câu thứ ba, đừng lệ thuộc vào sự cúng dường của tín đồ Phật tử, phải giữ lòng tự trọng trước những nhà giàu có, vì lòng đại bi mà nói pháp cho họ nghe, chớ để cho danh lợi ái kiến cám dỗ. Muốn tồn tại phải tự lực, đừng lạm dụng sự cúng dường của đàn na tín thí, luôn sống đời giản dị bằng tăng, đúng không? Quá hay không? Rất là đặc biệt quý vị. Nó nên những công đoạn này rất là đặc sắc, chứ không đơn giản đâu. Nên đừng có bao giờ mình là người xuất gia mà gặp nhà giàu mình ham, mình gặp nhà giàu cái mình thấy sang bắt hoàng làm họ, sai rồi. Ngoài đời mà mình như vậy mà có khi người ta còn đánh giá mình mà nó không đúng đắn nữa. Không chi là mình là người xuất gia mà gặp người ta giàu là mình muốn làm quen, gặp giàu là xin số điện thoại, không có nên nghe trời, không có nên như vậy đâu. Người ta giàu là chuyện của người ta, mình không có được thân cận gần gũi để nói chuyện ngọt dịu, nói chuyện nịnh nọt với người ta để mong người ta giúp đỡ mình. Khi cần cái gì gọi cho người ta, tầm bậy quá, mình làm gì chứ ạ? Những điều thiện làm là vì chúng sanh, thì đủ duyên thì tức khắc nó sẽ có cho mình làm thôi. Còn không đủ duyên thì thà mình vô sự vẫn là khỏe hơn chứ. Mình đi tạo chi cái phiền phức này. Nên những đức đi tu mười mấy năm, tại sao càng tu càng vui? Những đức đâu có bị dính dáng ai đâu mà không vui, hiểu không? Rất là tự tại, không có dính dáng ai chứ nha. Quý Phật tử ngồi đây, những đức có dính dáng quý vị đâu, dính dáng ai đây đâu. Nên ví dụ như ai rủ những đức đi đâu là những đức muốn đi là những đức đi, còn những đức không đi thì thôi. Chứ đâu có ai trách những đức gì, những đức không có qua lại cái việc này việc kia với người ta. Mà những đức chỉ đem Phật pháp hướng dẫn người ta, và những đức cũng rất mong hàng Phật tử để cho ông thầy ông lo tu. Ông lo tu thì ông mới có cái pháp ông chia sẻ cho mình nghe. Còn nếu như ông mà không tu, ông đi giết rồi ông nói tầm bậy không à. Đi giết ông nói tào lao không à, ông nói với ông chỉ mình đi tào lao luôn á, hiểu không? Nhưng mà mình không đi với Phật tử thì người ta lại kính trọng mình. Mà mình gần gũi mình đi với người ta nhiều quá thì người ta xem thường mình nè. Tuy là người ta có thể thuê một cái phòng cho mình ở, mình đi đâu người ta mướn khách sạn cho mình ngủ hay gì, rồi ta mua đồ ăn thức uống ngon cho mình ăn, rồi đi đến đâu cái người ta cho xe ga rước đưa mình đi chỗ đó. Chết. Con người mình chưa thoát được 8 cái ngọn gió, được mắt khen chê vinh nhục khổ vui đâu. Tránh đi. Trời ơi, kẻ đưa người đón nó ghê lắm á chàng. Nên những đức kỵ nhất cái chuyện mà ai mà che dù, không bao giờ. Tôi thích một mình che dù, tôi cho một đá lộn mèo. Quý vị đi đến đây ngày lễ bị coi đúng không? Những đức khi đi là đội một chiếc nón, hoặc là không đội nón lạng đi, không bao giờ đi với người khác, đi một mình. Một mình dễ đi hơn, đúng không? Rõ ràng quý vị về đây thấy rõ ràng không? Không bao giờ dù không cần thiết. Dù làm gì, người xuất gia mà đi dù gì, thấy không? Nó nên từ nơi đó, từ khi sau này già tùy duyên thị hiện, thấy không? Giờ còn trẻ mà, nên mình phải có bản lãnh một chút chứ. Nên nhớ, không bao giờ gặp giàu sang mà muốn thân cận. Còn Phật tử gì chùa là mình trọng người ta vì người ta có tâm tu, chứ mình không có nói người ta có tiền nhiều mà mình trọng người ta, làm bậy quá. Mình không khéo mình dính vào mình mắc cái đạo mình sao? Mình không mắc cái tâm đạo mới là cái thiệt thòi. Mắc tiền không có thiệt thòi đâu. Người tu hành không có tiền càng tốt, có tiền càng phiền phức, có tiền mới suy nghĩ nhiều việc, không có tiền khỏe đe. Trời ơi, những đức nói quý vị, những đức không muốn có tiền mà nó cũng có tiền à, còn dư tiền nó nói đùa.
Nên từ nơi đó, nhưng mà cái lịch trình Nguyễn Đức làm việc rõ ràng lắm. 1 tháng rưỡi chương trình người mù lần, chủ nhật tổ chức ngày chủ nhật, thứ bảy 19 tháng 2 với Quan Âm, 19 tháng 6 với Quan Âm, 19 tháng 9 với Quan Âm, với Di Đà Phật Đản, nó lịch trình rõ ràng, đúng ngày đó là làm việc, chứ không cần thiết phải nói rằng tới ngày lễ rồi. Phật tử con, thầy đang làm lễ lớn lắm, cần số tiền con gửi phụ thầy nghe. Hoặc là con đi kêu gọi phụ thầy, con thầy đang kẹt lắm con ơi, lúc này chùa chiền đông đúc, dịch bệnh không ai cúng dường hết trơn á, thầy kẹt lắm con à. Thầy thấy phiền phức chưa? Quý vị kẹt người ta không kẹt à? Quý vị kẹt người ta không kẹt sao? Hiểu không? Nó đã khó khăn thì nó khó khăn chung hết. Cái thời điểm mà đang khó khăn thì đừng có nên nói tiền bạc với người ta. Cái đó mới là khéo. Quý vị nhớ nè, một ông thầy khéo léo là ông thầy sao? Thời điểm khó khăn là mình nên nói với người ta một câu rằng đừng ai cúng dường tiền hết. Các con hãy về đây tu giùm thầy thôi con. Thầy sẽ lo hết. Các con không bận tâm gì đâu. Các con cứ để tiền đó lo gia đình các con đi nghe các con. Chỉ cần các con vui vẻ là thầy vui. Các vị bỏ ông thầy đó hả? Trong môi với tim đưa cho ông luôn. Nhưng mà các vị mà chạm tới nghe, thầy kẹt lắm con. Phụ thầy một tay đi con ấy. Tôi nặng nề cũng chết luôn mà. Ông lỡ là gặp ông là cứ vậy, con nghĩ lỡ luôn. Thấy không? Nhưng mà mình cứ cho người ta sự bình an đi, cho người ta sự an vui đi, bình an đi thì tức khắc an tâm rồi, là tức khắc nó sẽ an ra hết trơn. Nó an ra. Thấy không? Vậy coi đây là phương pháp á. Cho người ta trước đi, đừng có đòi hỏi. Thấy không? Mình cứ hết lòng mình cho người ta đi thì tự nhiên người ta sẽ đến với mình à. Đừng bao giờ mà cái gì cũng là muốn á, phải mình được. Đừng có vậy. Mình là người tu, cho người ta niềm an vui đi thì tức khắc á, nó sẽ đến với mình tốt đẹp lắm. Nghe không quý vị? Nhớ nên hàng Phật tử đi vô đi chùa tu nè, ngồi đông trong đây nghe, được đến với nhau, gặp nhau, phi nhau niệm Phật, chứ không nói cái chuyện tiền bạc nghe chưa. Không có nói chị nhà tôi đang kẹt, chị cho tôi mượn số tiền. Không. Không nói tới chỗ này. Tôi với chị chơi chung với nhau, chị đừng nói đến tiền. Tôi vô đây tôi tu, tiền bạc là vợ chồng, chứ đâu phải là một mình tôi quyết định được đâu chị. Chị đừng có đụng cái chuyện này, chị ơi, phiền phức lắm chị ơi. Tôi đã đi tu rồi mà còn dính tiền bạc, mai mốt chồng tôi biết được rồi tôi không đi tu được mà chồng tôi còn phỉ báng Tam Bảo nữa. Chị ơi, thôi đừng có nói vụ này nghe. Chị em của mình, mỗi người có hoàn cảnh phải tự lo thôi chị à. Mình có gì phiên nhau hoặc là chút ít tiền xe thì còn có thể được, nhưng nói gì số tiền nhiều thôi tôi không có đụng vô được. Tại vì vợ chồng phải đồng lòng, chứ tôi không có cá nhân của tôi được. Dù là tôi cầm tiền nhưng tôi không có thể nào đưa tiền cho chị được đâu. Không có nói đến chuyện này. Nên đi vô chùa chỉ có tu chứ không có cho mượn tiền qua lại, thì giữ tình bạn lâu dài. Còn cho mượn tiền qua lại là có ngày có vấn đề xảy ra đó. Vì thấy không? Tình bạn mà có dính tiền là thế nào cũng có sự việc sức mẻ. Thôi đừng có dính tiền bạc. Còn nếu đưa được thì đừng suy nghĩ trả. Hiểu không? Nếu đưa người ta rồi thì đừng suy nghĩ người ta trả. Như vậy thì quý vị sẽ không bị vấn đề gì hết. Trả cũng được, mà không trả cũng được. Tôi giúp là giúp. Còn nếu đưa mà suy nghĩ trả, coi chừng quý vị hụt hẳn đó nghe. Nhớ á, những điều này như Đức nhắc kỹ rồi đó. Quý vị đi đến đây đông người phải cẩn thận đó. Câu thứ 4 nè: đừng biến chùa thành nghĩa trang, và cả đời con chỉ lanh quanh trong việc độ đám tang, cúng bái, vẽ trò thiên hạ. Đạo Phật vào đời là để giác ngộ và đem lại hạnh phúc cho chúng ta ngay trong thực tại. Hãy dạy cho Phật tử thấy rõ lý vô thường vô ngã để buông xả bám chấp. Riêng con đừng lấy phương tiện làm cứu cánh. Thấy không? Đừng có nên tạo cái điều này nghe. Nếu như một ngôi chùa mà đợi tới người chết đến mà cốc cốc ken ken, vị thiền sư này dạy con đừng tạo ra một ngôi chùa như vậy, mà con nên dạy người ta cái pháp giải thoát từ khi còn sống đi, thì nó mới chiêu cảm được cái quả lúc ra đi được tốt đẹp. Câu thứ 5: đừng ham chùa có đông đồ chúng, nên lấy lục hòa làm trọng. Đông người mà không tu tập sẽ dẫn đến phe phái tranh chấp, ngoại đạo trà trộn vào,
con không kiểm soát được. Do vậy phải hết sức cẩn thận, đừng mong nổi tiếng làm gì, cứ bình thường mà sống, bình thường mà tu. Càng tu lâu cái tôi càng phải nhỏ đi. Đừng lao tâm khổ về việc ăn trên ngồi trước. Công nhận những văn tự này gì đâu mà hay quá quý vị. Nếu người tu mà làm những điều này thì quý vị đúng là tuyệt vời quá, thấy không? Rõ ràng dạy là càng tu nên cái ta càng nhỏ đi. Cả Phật tử, cư sĩ cũng vậy nè. Có khi người ta hướng dẫn mình vài câu gì cư sĩ nhau. Đừng nói cư sĩ, một ông thầy trẻ trẻ mà nói, ông còn trẻ khô cũng nói. Thấy không? Hoặc là cư sĩ nhau. Ủa chị quy y hồi nào vậy chị? Em quy y 3 năm rồi. Chị biết tôi quy y mấy năm chưa? 20 năm rồi đó. Quy 20 năm rồi nè, dạy cái gì mà dạy biết hết trơn rồi. Quy 20 năm rồi cũng đem cái đó đi khè người ta nữa. Bà quy y 20 năm mà bà có y như là Phật dạy không? Hay bà chỉ đem cái thẻ quy y đó đi khè người ta thôi? Nghĩa là nó cái ta nó lớn lên nó gì thấy không? Còn ví dụ như người xuất gia mình vừa cạo đầu đắp y vô một cái là muốn làm ông cha người khác rồi. Nên những đức nói trong chùa mình, tất cả quý thầy đừng có xưng thầy với người ta. Người ta kêu mình như thế nào là kệ người ta, đừng có nói chuyện với người ta xưng thầy. Vì mình thấy mình đâu có xứng đáng làm thầy người ta đâu. Đừng có xưng thầy. Một là nói chuyện xưng pháp danh vậy thôi, không có xưng thầy. Còn người ta kêu mình gì người ta kêu kệ người ta. Còn mình phải là người đơn giản bình dị mà sống. Tập đơn giản bình dị thì cuộc đời mình an vui tự tại. Còn nếu muốn mình nổi tiếng cao xa thì đây là tự mình trói buộc mình khổ đau. Những đức thấy nổi tiếng phiền lắm quý vị ơi. Đi đâu cũng sợ người ta giết hết trơn á. Còn mình mà không có tiếng tâm gì chứ, giết mình chi mất công. Thấy không? Khỏe lắm. Những đức thấy làm một con người đơn giản khỏe lắm quý vị. Nên sống cả cuộc đời làm một con người hết sức là đơn giản. Đơn giản như đang giỡn vậy đó. Sống nó thoải mái gì đâu đúng quý vị. Nên ví dụ như giờ chúng ta đủ duyên gặp nhau ngồi nói chuyện vài câu nói thoải mái luôn. Nói thoải mái, nói vui vẻ không có gì chứ. Nó không nói là thầy trò gì cao xa phải không? Miễn sao mà gặp nhau giữa con người gặp nhau vui là tốt rồi. Dù là 5-10 năm gặp lại cũng là thấy vui vẻ là tốt rồi. Nó làm sao giữ được cái hành động của mình như thở nào, đừng có cao xa nghe không? Bây giờ những đức nói cái người xưa người ta có bản lãnh, như Hòa Thượng Tịnh Không đồ người ta có bản lãnh. Thí dụ như người ta đi đến đâu bắt đầu là người ta quỳ lại sập xuống. Người ta có bản lãnh này. Vì sao? Vì người ta không bị những cái danh đó trói buộc. Còn mình mà đi đến đâu mà ta lại mình là cái mặt mình làm nè. Hỏi làm gì mặt kỳ, mặt to quá. Kênh lên. Vì sao? Tôi Phật á. Phật thiệt không? Trời ơi tầm bậy. Mình là dính liền á quý vị. Gặp mình mà cung kính quá, ta lại mình quá. Mình không phải là đuổi xua người ta, nhưng mà mình nói thôi, tôi mắc cỡ lắm, tôi tào lao lắm, lại tôi chỉ chợ lại Phật đi, tôi không có gì đâu, lại tôi chợ thật. Mình phải nói lương tâm mình là mình nó không cái gì hết trơn á. Những đức nó thật lòng mà nói quý vị. Có nhiều người người ta hiểu lầm, ta nghĩ rằng những đức nuôi 500-600 người già là ghê gớm lắm. Ghê gớm gì chợ, tự nhờ niệm Phật á, rồi nhờ chùa chiền của Hòa Thượng xây sẵn, rồi nhờ niệm Phật, rồi nhờ ngày xưa đi vô ngôi chùa đầu tiên á, thầy Giác Nhàn ta nuôi người già, những đức học theo, rồi những đức lại niệm Phật theo, rồi xuống đây thì Hòa Thượng xây chùa sẵn hết, rồi có chùa cho mình nuôi người, rồi nhờ cái duyên của Hòa Thượng ngày hỗ trợ hết cho mình để nuôi người già, rồi nhờ những đức á, là học theo cái chỗ là niệm Phật, chỉ mấy bà già niệm Phật, rồi sống cùng với mấy bà, rồi thương yêu mấy bà thương yêu mình, là nhờ niệm Phật mới ra như vậy, chứ nó có bản lãnh gì đâu. Không có gì cao xa cả. Có những người ta nghĩ rằng là mình nuôi 500-600 người già, người ta cũng nghĩ cũng ghê gớm lắm quý vị. Còn nói chuyện thì những đức có nói chuyện gì đâu, những đức chỉ là nói niệm Phật nó nói hoài à. Quý vị coi mà cái buổi nói chuyện nào của những đức nó cũng có một cái tông hoài vậy đó, nó lộn đó lộn lui trong đó chứ nó không có gì khác đâu. Đừng có nghĩ nó cao siêu gì, hiểu không? Nó còn những đức là một con người mà nếu buông có vật hiệu ra, không nuôi người già nữa thì những đức trở thành cái hư hỏng liền.
trở thành một con người nó không ra gì hết trơn, hiểu không? Nên từ nơi đó nhờ niệm Phật á, mà được cái này cái kia đó. Nên mình không có cái gì cao xa cả. Cả đời mà như vậy thì con người nó an vui tự tại lắm quý vị. Nên vị thiền sư này dạy đệ tử công nhận hay. Câu thứ 6 là câu cuối cùng nè. Đừng cố gắng chen chân vào bất kỳ tổ chức tôn giáo, thế lực nào để dành cho mình một cái ghế, hay chỉ khẳng định đời tu của mình bằng học vị. Miệng nói không cần bằng cấp nhưng trong tâm lại coi trọng nó. Phải nhớ những thứ ấy là nguyên nhân của sự sa đọa vì xem trọng danh lợi. Đối trước sinh tử, con không thể lấy bằng cấp hay địa vị ra trình với Diêm Vương đâu. Đừng biến chùa thành khu du lịch, đông người đến sẽ ô hợp mắt thanh tịnh. Chỗ nào có lợi ích là chỗ đó sẽ bị người chiếm hữu, lợi dụng để buôn thần bán thánh. Hãy cố gắng gầy dựng ngôi chùa thành một đạo tràng thuần tí tu học. Còn những việc khác con phải xem là thứ yếu. Rất là hay. Hay vô cùng. Lời dạy này mà mình mà nghe theo, mà mình làm theo một phần nào thôi là mình có lợi ích lớn. Nó mới đầu vô nói chuyện vui quá trời, cười quá trời, đúng không? Nhưng phải có những giây phút nó trầm xuống chứ quý vị, để mình nghe chia sẻ Phật Pháp, chứ cười hoài đâu có giải quyết được vấn đề, phải không? Đó, nên hàng Phật tử đi về chùa tu học nhớ nghe. Mình là hàng Phật tử đi về chùa tu học, không có cái chuyện dính vào cái việc chùa chiền của quý thầy là điều thứ nhất. Không có vô đó mà làm bà từ ở trong chùa, đúng không? Không có đụng vô quản lý nhân sự của chùa, đừng có gây ra cái này. Mình tự tại chứ dạy gì mình đi tạo phiền phức trời. Còn cái gì cúng dường chùa rồi là thôi, đừng có đi tìm kiếm, nghe chưa? Có những người Phật tử cúng dường rồi đi coi thử coi cúng cái đó mà để đâu. Hoặc là con cúng dường cho xây pho tượng Phật nhưng sao lâu quá thầy không xây thầy. Con cúng dường cho thầy bộ đồ mà bộ thầy chê, sao mà không thấy thầy bận. Vô duyên ghê luôn. Đi vô chùa tu mà đi tìm hiểu cái thứ gì không kỳ cục cái chợ. Không nên những đức mà hướng dẫn là mấy bà là dẹp sạch cái tâm này, thấy chưa? Đi vô chùa chỉ lo tu niệm Phật thôi. Rồi về nhà thì làm tròn trách nhiệm làm vợ cho đàng hoàng. Làm chồng thì làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm con thì hiếu với cha mẹ. Là đúng rồi. Còn đi đến chùa không dính một cái gì, đi đến đoàn thể người ta không dính gì hết. Chuyện của người ta để người ta xử lý, không dính vô. Còn việc người ta xây chùa tạo tượng đúc chuông, mình cúng được thì cúng, không cúng thì thôi. Không có đi gom góp, không có đi tìm kiếm, không đi hỏi han ai. Mình hỏi mai mốt người ta kiếm mình sao, hiểu không? Phiền phức, đừng có tạo cái phiền phức. Đó đó là những điều những đức chia sẻ cho vị nghe đó. Chứ đúng ra chùa chiền người ta đang xây đó, đúng ra những đức kêu gọi này kia đưa tiền cho hòa thượng để xây dựng, nhưng mà hòa thượng cũng không có kêu những đức làm điều này, hiểu không? Nên những đức thấy đúng là mình đi tu cũng đủ duyên quý vị. Nên nói mạnh dạn với vị nghe, những đức mong quý vị an lạc thôi. Mong làm sao mỗi một người đi đến đây tu là quý vị an lạc. Vậy để những đức mong quý vị đem Phật Pháp này giới thiệu cho nhiều người. Còn nếu như chúng ta không an lạc thì sao đem Phật Pháp giới thiệu? Vị hỏi rằng là trong đây có những người đạo Thiên Chúa có đến đây học Phật được không? Sao không được? Sao không được? Đức Chúa cũng muốn cho con Ngài vui an lạc. Vậy Đức Phật là Thầy cũng chỉ cho an lạc vui, học ai mà không được. Vậy đạo Phật có học Thiên Chúa được không? Được. Đức Chúa Giê-xu dạy năm giới mười thiện, sao không được? Năm giới mười thiện là niệm Phật giảng sanh đó. Từ nơi đó năm giới mười thiện, người ta muốn sanh cõi trời thì sanh cõi trời, muốn sanh làm người thì sanh làm người. Còn mình muốn về cực lạc thì là về cực lạc, được hết. Nên nhớ nó không có trở ngại gì hết trơn á. Nó chứ mình không có tình chấp cái nặng nề rằng là mình học Phật ai cũng phải học Phật giống mình chứ á. Không có được. Người ta có duyên người ta học cái gì thì người ta chuyện học của người ta. Còn mình học cái gì là mình lo học cái đó cho tốt đi. Thì người ta nhìn mình người ta muốn học hay không muốn học là chuyện của người ta. Quý vị thấy không? Nó rất là tự tại nghe không? Đó nên á, hướng dẫn quý vị nó không bị ràng buộc nặng nề gì hết trơn á. Còn mình là người học Phật, mình là Phật tử học Phật, hiểu Phật Pháp, hiểu nhân quả. Gia đạo của mình nghèo nàn hay giàu sang đó là số phận của mình. Còn mình được chồng thương yêu hay là chồng phụ bỏ là số phận của mình. Chúng ta luôn luôn sống làm sao mà chính nội tâm của mình an lạc,
để hết cuộc đời này của mình đi về cực lạc. Vậy thì rất là đặc biệt nha. A Di Đà Phật. Tất cả những buổi nói chuyện, những đức đều để tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Những đức từng nói rằng là lập thân hành đạo đều ngay chỗ nhờ niệm Phật và tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Chính mình niệm Phật và phi người niệm Phật. Từ ngay những chỗ này mà được lợi ích rất là lớn. Và cái công đức niệm Phật này không thể nghĩ nổi và không thể nào bàn nổi. Dưới cái tâm phàm phu mình không thể nào hiểu nổi hết được. Nhớ chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu cùng tặng được. Phải nhớ. Từ nơi đó mà chỉ có cái thiện căn phước đức nhân duyên chúng ta mới có thể tin và chân thật niệm. Người mà có lòng tin với câu Phật hiệu, cứ chân thật chí thành mà niệm, không có một chút nghi ngờ gì hết, chân thật niệm, thì nhất định là từ cái tâm chân thật đó nó sẽ có một cái lợi ích lớn vô cùng. Cũng như mười mấy năm những đức gặp Phật Pháp, những đức niệm Phật, không có một chút xíu gì mà nghi ngờ có Phật hiệu niệm như thế nào hết. Lạ như vậy. Chỉ có chân thật niệm Phật thôi. Và ngộ thay là những đức cũng suy nghĩ rằng niệm Phật vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít gì hết. Và những đức cũng không nghĩ rằng là mình niệm Phật để đạt công phu gì hết. Chỉ có niệm Phật thôi. Khi sau này những đức đọc lời của chư tổ sư thì các ngài cũng có dạy như vậy. Và lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không thì cũng có những đoạn Hòa Thượng giảng như vậy. Chỉ cần chấp trì danh hiệu Phật, không có bận tâm những cái việc mà vọng tưởng khi mình niệm Phật mà nó phát triển trong tâm mình. Cứ mặc kệ, mình cứ lo niệm Phật thôi. Cái chỗ này chúng ta có thể làm được. Có thể làm được chỗ này. Nếu như mà có cái tâm chân thật niệm Phật vậy thì càng niệm từ từ, quý vị sẽ có cảm giác với cái công đức niệm Phật. Rõ ràng là công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Cho mình có một cái sự bình an và sự an vui lạ lắm. Và con người mà siêng năng niệm Phật, chân thật niệm Phật, từ từ rồi quý vị không có cái tâm lo sợ nữa. Ngộ lắm. Hình như là đối với cái cảnh duyên cuộc sống không còn lo sợ nữa. Rồi người chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc, từ từ quý vị cũng sẽ không sợ chết luôn. Bệnh đau cũng không có sợ gì hết trơn. Cái này nếu quý vị mà có cái tâm chân thật niệm Phật thì sẽ có cảm giác. Có cảm giác. Phải nhớ. Và cái công đức niệm Phật á, nó có thể hóa giải được bệnh hoạn và kiếp nạn trong gia đình. Ấn Tổ ngày nói rằng trong gia đình có người bị bệnh, có người tâm thần, hay là con cháu sanh ra mà chậm nói chuyện, người làm cha làm mẹ, ông bà niệm Phật hồi hướng cũng được có kết quả. Chỉ cần có cái tâm tin tưởng và chân thật niệm thì nhất định là có kết quả. Nhớ. Nên khi mà người có thiện căn thì nhất định sẽ tin. Còn người mà không đủ nhân duyên, tự nhiên họ nghĩ làm gì tự nhiên niệm câu Phật hiệu, tự nhiên cái được nhiều cái lợi ích như vậy, làm gì được như vậy. Quý vị biết rằng con người chúng ta nó khổ, nó nặng nề, nó phiền não là do gì? Cái tâm của mình nó phóng túng dữ quá, nó không có cái chỗ nào mà gom nó lại được hết chứ. Nó phóng dữ quá, nó chạy tùm lum hết trơn á, nó nghĩ loạn xạ, nó nghĩ giết mà mình mà bế tắc luôn. Thì nhờ có Phật hiệu này mà nó quy tâm lại một chỗ. Nghĩa là quy tâm lại một chỗ, từ từ nó mới có cái sức định sâu, rồi nó sanh trí tuệ, nó mới nhìn thấu được. Nghĩa là nhờ có Phật hiệu này nó gom lại thành một điểm. Còn nếu không thì nó phóng tứ tung hết chứ. Như hôm qua Nhân Đức gặp một cái cô Phật tử này. Bởi vì Nhân Đức nói rằng là mình á biết Phật Pháp, nhưng mà cái ban đầu nó đi sai rồi, tức khắc nó thành tạp tu rồi, trời ơi, đúng là nguy hiểm thiệt luôn á quý vị.
Chính hôm qua những đứa gặp một cái cô này nè, cũng là làm công ty, cũng có cái kiến thức dữ lắm, nhưng mà cô á, biết Phật Pháp á, cô biết nhiều quá. Khi mà cô đến cô gặp mình mà cô nói chuyện, những đứa nói những đứa bái cô làm sư phụ luôn á. Cô đến đây cô hỏi những đứa làm gì? Sư phụ. Những đức từ khi mà những đức học Phật tới bây giờ, thần chú Lăng Nghiêm những đức chưa bao giờ biết lần nào, mà chưa từng đọc một lần. Cô thì thuộc lầu lào, chú gì cô cũng biết. Tu thiền cô cũng tu qua, mật tông cô cũng tu qua, cô tu rất nhiều môn, cô tu quá trơn. Mà cô đến đây cô hỏi những đức làm chi? Những đức bái cô làm sư phụ luôn á. Những đức không biết một cái gì, nó thật lòng là không biết. Mười mấy năm nay những đức học Phật, những đức chỉ có niệm Phật thôi à. À, chân thật chỉ có niệm Phật, chỉ có đúng pháp môn Tịnh Độ những đức tu mười mấy năm. Còn cô thì cô học Phật 7-8 năm nay, mà cô biết quá nhiều pháp môn cô tu, cô biết quá nhiều chùa, cô biết quá nhiều vị thầy. Cuối cùng bây giờ cô sao quý vị biết không? Đơ vậy đó. Thêm cái nữa là gì? Trách quý thầy. Là đi đến chùa gặp á, quý thầy cái này cái kia, rồi nói với cô những lời nói này lời nói kia. Rồi cô này thì cũng có sắc, cô cũng nói là đi đến chùa quý thầy chọc ghẹo cô, rồi có những cái hành động kỳ cục với cô nữa. Cô mất lòng tin với Phật Pháp, mà đi đến đâu cũng được dạy một cách tu, đi đến đâu cũng dạy một cách tu. Bây giờ con không biết tu làm sao, con không biết nghe lời ai nữa, rồi con không biết như thế nào thế nào. Quý vị thấy nguy hiểm không quý vị? Cũng biết Phật Pháp nhưng mà cuối cùng trở thành bệnh hoạn kỳ cục như vậy đó. Là do gì? Học tập. Thì những đức nói, những đức thì không có biết nhiều, nhưng mà những đức hỏi cô một câu nè. Một con người đi học nghề, vừa học nghề này chưa xong đi học nghề khác chưa xong học nghề khác nữa, vậy cuối cùng cô có gan nghề không? Cô nói dạ không. Thì cô đó, cô học nhiều nghề quá, chưa có nghề nào xong hết là cô đi tìm nữa rồi. Cuối cùng cô loạn tâm luôn. Cái bệnh này không có ai cho cô chứ, mà do chính cô tạo ra cái bệnh cho chính mình. Những đức học Phật thì không đến nỗi bị bệnh. Càng học Phật thì càng vui. Không biết gì nhiều chứ, mà càng học thì càng vui. Vì sao? Vì những đức chỉ có biết niệm Phật thôi à. Càng học Phật học ra một con người đơn giản, không biết cái gì nhiều, trở thành một người đơn giản, bình dị. Và càng học Phật thì chú trọng cái chỗ mình là người học Phật, mình phải là người an lạc, mình là người niệm Phật thì mình phải là người vui. Sống trong cảnh duyên nào mình cũng an lạc, mình cũng vui. Đối với việc được việc mất, nó không chói buộc được mình. Người ta khen mình không dính mắc lời khen. Người ta chê mình không dính mắc cái chê đó. Chỉ học vậy thôi. Và học cái mà những cái gì mình sai, mình phải sửa từ từ. Con đường này mình đi, mình phải dọn. Có nghĩa là mình đi đoạn đường này thì con đường này mình phải dọn. Vậy thôi. Đó. Cứ sửa từ từ rồi thấy. Học Phật có cái hay, niệm Phật có cái hay, rồi cứ đi lâu dài tự nhiên có kết quả. Nên nhiều vị không học nhiều, nghe nhiều, biết nhiều, nhưng cuối cùng thành bệnh nhiều. Hòa Thượng Tịnh Không người nói câu á, hiểu biết nhiều phiền não nhiều, rất là rõ ràng. Hiểu biết ít phiền não ít. Vậy thì ai muốn phiền não nhiều thì đi biết nhiều. Người ta biết nhiều không phải là phiền não nhiều. Mình thì biết nhiều phiền não nhiều là vì mình biết nhiều mà thành tạp. Người ta ngày xưa hiểu biết nhiều là hiểu biết, thông hiểu. Rồi người ta học tiếp tục là thông hiểu. Thông hiểu thì sanh trí tuệ. Còn mình là không hiểu mà bỏ vào thêm. Giống như ăn một chén cơm chưa tiêu mà còn ăn thêm chén nữa. Hai chén rồi chưa tiêu, ăn thêm nữa. Cứ là muốn ăn nhưng mà nó không tiêu hóa. Thì quý vị nghĩ cơ thể này sao? Thì cũng y rang học Phật thôi. Thà chúng ta ăn một món đồ ăn nào đó nó dễ tiêu hóa,
tiêu hóa rồi chúng ta ăn nữa thì được, còn nếu như chưa tiêu hóa thì tạm ngưng, đừng có ăn tiếp nữa, thì cũng giống hệt như học Phật. Đã học chưa hiểu thì đừng có nên tìm nhiều quá, càng tìm nhiều thì chúng ta càng tạp nhiều, sanh phiền não nhiều, cuối cùng con đường đi này mình bị bế tắc luôn. Nên câu Phật hiệu này hay lắm, rất là hay. Tại vì sao? Vì đi đứng nằm ngồi niệm được nên hay. Và trong tất cả cảnh duyên nào cũng niệm Phật được nên hay. Nên cái công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn là gì, ở nơi đâu cũng niệm Phật được nên hay. Lúc mình vừa cái tâm sân hận bực bội thì mình câu Phật hiệu mình phát lên mình niệm được nè. Lúc mà cái tâm mình nó quá vui sướng thì câu Phật hiệu cũng niệm lên được nè. Khi cái tâm mình mà nó được người ta khen mà mình nó quá dính mắc cái lời khen thì cũng niệm Phật được nè. Còn lúc mình không biết chánh tà, mình ngu si thì mình cũng có thể niệm Phật được nè. Có nghĩa là trong cảnh duyên nào mình cũng có thể niệm câu Phật hiệu này để nhắc mình được. Nên cái công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn là gì, mọi lúc mọi nơi đều niệm Phật được. Người lớn cũng niệm Phật được, mà trẻ em cũng niệm Phật được, bà bầu cũng niệm Phật được, thấy không? Con nít mới đẻ cũng nghe câu Phật hiệu được nữa. Nghĩa là câu Phật hiệu này nó rất là hay quý vị. Mà mình tu được mà mình hướng dẫn người ta cũng được nữa, mà mình dễ tu mình hướng dẫn người ta cũng dễ tu nữa. Có nghĩa là cái người tu Pháp Môn Tịnh Độ này phải nhớ nghe, có rất là nhiều người tu Pháp Môn Tịnh Độ nhưng điều họ không phải là tu pháp nhị lực, mà họ đều là tu pháp tự lực. Dù là niệm Phật nhưng họ đi vào cái pháp tự lực tu không à, chứ không phải nhị lực. Nào là họ niệm Phật, họ nói rằng là bây giờ niệm Phật phải tâm thanh tịnh sao, phải tiêu chuẩn sao mới được giải sanh. Không có tiêu chuẩn gì hết trơn á. Chỉ cần chân thật niệm Phật và dù gặp cảnh ngộ gì cũng nắm câu Phật hiệu thì niệm tới cùng. Dù ai có nói gì, bài xích cái gì, mình cũng niệm câu Phật hiệu tới cùng. Có nghĩa là ai có nói mình sao, mình cũng niệm câu Phật hiệu này. Quý vị coi trong kinh Vô Lượng Thọ nguyện thứ 18: chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tinh ưa niệm danh hiệu ta đến khi mệnh chung. Chỉ cần niệm được từ một niệm cho đến 10 niệm thì ta là Phật A-di-đà, sẽ đến tiếp dẫn người đó giảng sanh về thế giới cực lạc, ngoại trừ những người tạo tội ngũ nghịch vị bán chánh pháp. Đúng không? Ngài đâu có nói là các ông các bà phải niệm Phật á, tiêu chuẩn vậy đó, phải đạt tiêu chuẩn như vậy đó. Vậy quý vị coi những người niệm Phật thời xưa người ta không biết một chữ nào hết, vậy thì biết tiêu chuẩn gì? Người ta cũng không biết người ta niệm Phật đó là đạt công phu gì nữa, người ta không biết luôn cái chuyện đó đó quý vị. Thí dụ như Dương Đầu Ngốc, rồi ông Thợ Lò Rèn, rồi đệ tử Pháp Sư Đế Nhàn, toàn là những người rất là đơn giản, không hiểu biết gì, không biết chữ nữa. Rồi Hòa Thượng Hải Hiền, Pháp Sư Hải Khánh, Lão Đức Hòa Thượng, mẹ Hòa Thượng Hải Hiền, đều là những người không biết một chữ nào hết. Họ chỉ là con người lão thật niệm Phật thôi à. Có nghĩa là câu Phật hiệu này họ niệm cả đời, họ không có suy nghĩ rằng niệm đạt công phu gì, mà họ niệm cả đời luôn. Họ không có nghe ai nói cái gì mà họ dao động tâm hết chứ. Họ không có suy nghĩ rằng niệm Phật giảng sanh hay không giảng sanh gì, họ chỉ có niệm Phật thôi à. Họ chỉ có lão thật niệm Phật thôi, vậy mà họ thành công. Mà người như vậy giảng sanh phẩm vị còn cao nữa chứ, giảng sanh phẩm vị còn cao nữa. Nó giống như đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn, không biết một chữ nào, đến xin ông được xuất gia. Không thấy trong chùa mà không biết một chữ nào gì, bây giờ xuất gia là sao mà đọc những cái thời khóa sáng tối mà hiểu đây. Nhưng mà cái ông này ông có cái tâm muốn xuất gia quá, thì Pháp Sư Đế Nhàn nói giờ xuất gia cho ông, nhưng mà tôi dạy gì ông phải nghe nấy nghe. Tại ngày xưa là bạn bè quen biết. Thì cái ông thợ giá nồi này ông nói rằng là tôi đã cầu xuất gia với ông rồi, thì ông xuất gia cho tôi, ông nói sao tôi nghe vậy. Thì cạo đầu xong rồi chỉ đúng một câu Phật hiệu, xong đưa đến một cái miếu nhỏ cho ở vậy. Có người nấu cơm hai buổi cho ăn. Rồi là xong, ông cứ niệm Phật, dạy cho ông cứ chân thật mà niệm Phật, tới giờ ngủ nghỉ thì ngủ nghỉ, tới giờ ăn thì ăn, ăn xong niệm Phật, ngủ nghỉ xong thức dậy niệm Phật. Ông cứ chân thật ông làm gì vậy đó, mà có mấy năm thôi, ông biết ngày giờ ông giảng sanh. Khi ông giảng sanh là ông đứng ông giảng sanh, ông đứng ông giảng sanh.
Xong rồi người ta đến, người ta báo cho pháp sư Đế Nhàn, bạn đi bạn về mất mấy ngày đường, vậy mà vẫn đứng y nguyên như vậy để đợi pháp sư Đế Nhàn đến. Pháp sư Đế Nhàn là bậc cao tăng trong thời đại đó, đến gặp một cái là tán thán rằng phương trượng chủ trì giảng kinh thuyết pháp cũng không bằng ông. Ông xuất gia thiệt là xứng đáng, dù là không có học kinh giáo, không hiểu biết gì, nhưng thật sự ông xuất gia là xứng đáng. Phương trượng chủ trì giảng kinh thuyết pháp không bằng ông, vì ông thành tựu, thật sự thành tựu thù thắng. Nó một câu vật hiệu thôi à, tin không? Chúng ta là do không đủ thiện căn nên mình cực khổ quá trời luôn vậy đó. Mà niệm Phật mà bây giờ mình nói, bây giờ mình niệm Phật mình phải thêm cái gì nữa thì thêm cũng được. Nếu muốn thêm thì thêm, đúng không? Muốn thêm thì thêm thôi, sao mà không được. Còn nếu thấy một câu vật hiệu đủ thì cứ đủ thôi. Ví dụ như mười mấy năm nay những đức niệm Phật, những đức cứ niệm hoài vậy, những đức thấy cuộc sống, những đức thấy thoải mái vui vẻ vô cùng. Hình như những đức trong đầu không có cái gì thêm hết quý vị. Nếu những đức ngồi nói chuyện với ai mà nhiều kiến thức quá thì những đức cứ nghe hoài vậy đó, không nói một câu gì hết á. Nhưng nếu những đức nói chuyện với ai mà cùng tần số niệm Phật thì những đức nói chuyện qua lại thoải mái lắm. Còn lúc mà ai mà nói chuyện kiến thức này kiến thức kia, pháp này pháp kia tu thì những đức cứ ngồi nghe, những đức cứ ngồi nghe thoải mái, không có cái gì mà trở ngại hết chứ á. Thì những đức thấy rằng là tu mười mấy năm, những đức càng tu càng vui, càng tu càng thích. Và những đức thấy rằng pháp môn Tịnh Độ này hướng dẫn được nhiều người quá, cả con nít đến chùa mình lớp đệ tử quy mà cũng hướng dẫn được nữa. Con nít đến chùa mình nhiều, cháu biết niệm Phật lắm quý vị, rất là nhiều cháu biết niệm Phật. Rồi người mù sắp sửa tổ chức nè, thứ sáu chúng ta tổ chức người mù nè. Đó quý vị coi, nếu quý vị mà đến dự chương trình quý vị coi người mù, ôi người mù đến chùa mình niệm Phật, nào là mù, nào là què hoặc, nào là si cầu que, nào là lết, mù mà còn lết còn si cầu que luôn nữa chứ, vậy mà vẫn còn cái miệng là niệm Phật được à? À, có những người mà quý vị nhìn thấy không, con mắt lỗ mũi nó liếp lại hết trơn vậy đó, mà khi niệm Phật thì dùng cái miệng niệm quá trời luôn. À, niệm có Phật hiểu quá trời niệm gì đó. Nói quý vị coi, nếu ngoài pháp môn á, Tịnh Độ này sao quý vị hướng dẫn được đây những người mù này đây? Thấy rõ ràng không, tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu. Và Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nói thờ mạt pháp này, dù là nhiều người tu hành nhưng không có một người đắc đạo, duy chỉ có những người tín nguyện niệm Phật này mới có cơ hội được đắc đạo, thành tựu con đường giải thoát. Nó rất là rõ ràng, nên mình phải tin đó nghe. Cái lòng tin này nó phải thật là kiên cố đó, nó mới tu lâu dài được. Còn nếu không đó, mà có lòng tin kiên cố, quý vị tu chừng 1-2 năm là bị bỏ cuộc đó. Bây giờ những đức hỏi những vị trưởng đoàn này, quý vị dẫn người đi tu này, quý vị thấy rõ ràng không? Chừng 1-2 năm là bắt đầu nó rớt quá trời luôn, đổi người mới đúng không? Rất là nhiều mà, đổi dữ lắm á. Trời ơi, quý vị biết rằng là phàm phu mình bây giờ nghe quý vị, ví dụ như nghe cái gì á, cô cái nơi đó có cái ông đó nghe, ông đứng ở dưới, ông nhảy một cái lên tới lóc nhà cô ơi, lộn mèo trên quá trời trên luôn. Cái gì vậy, ghê vậy đó hả? Trời, dẫn tôi đến đó tôi coi thử. Biết à? Nghĩa là họ thích nghe những cái điều mà nó phi thường gì, ngộ lắm, thấy không? Rồi bắt đầu là họ nghe nói mà ở đâu có cái ông đó mà tự nhiên ông ngồi ông nói chuyện vài câu, cái ông kêu ma đến quá trời luôn, ông nói chuyện với ma đồ quá trời, nói ông nói ghê gớm lắm. Bắt đầu là ào đến, hoặc là nhập xác đồ, kêu đồ ra đồ này kia, là tự nhiên ma thì sợ nhưng mà thấy nhập xác thì phái coi, mà coi rồi thì sợ quá, ghê quá nhưng mà phái lại coi thì coi, đúng là chúng sanh mình đúng không? Nó như vậy đó. Nó nên từ nơi đó quý vị biết rằng là rõ ràng chúng sanh mình thích những cái mà nó phải là cái gì vi diệu, cái gì mà nói là như là nó lạ thường độ này kia, phải không? Còn nói cái chuyện mà đơn giản mà niệm câu Phật hiệu là không đơn giản đâu. Nói tiếp nhận lâu dài không dễ đó vị. Tuy ngồi trong đây đông gì đó, nghe cứ nghe vậy đó, nhưng mà để mà cái người mà phát tâm mà niệm Phật á, kiên cố tâm lâu dài, quý vị khó tìm người đó lắm á. Nó giống như quý vị biết rằng mỗi tuần chủ nhật á, thì đến thì cứ đến. Quý vị biết rằng nếu mà biết tiêu khiển thời gian bằng những cái buổi gì thì cũng hay, cũng được. Nhưng mà nói cái người á, mà tín nguyện niệm Phật á, mà gặp cảnh ngộ gì cũng niệm Phật, gặp sự cố gì cũng niệm Phật, không lo sợ, không có buồn phiền gì hết trơn, là quý vị trong số lượng đông người này quý vị tìm cũng không có nhiều đâu. Nên nghe thì nghe vậy đó,
nó. Nhưng mà hành trì là một cái lẽ khác nữa. Chính quý vị dẫn đoàn đi, quý vị đừng có nản. Quý vị cứ dẫn đi đi, người nghe qua thì kết duyên cũng có phước, người hành trì thì có công đức thù thắng. Có nghĩa là mình cứ dẫn người ta đi thì dẫn người ta đi. Những đức nói những vị mà trưởng đoàn, quý vị mà có duyên mà dẫn ta đi tu nha, duyên này thù thắng lắm á. Nó cứ chân thật mà làm việc này đi, cứ gieo duyên cho người ta biết pháp môn tịnh độ này đi quý vị, nhất định sẽ có cơ duyên đắc độ về sau, đừng có lo. Còn ai không đi thì thôi, chứ người ta không đi đừng có chửi người ta nghe trời. Có nhiều bà cũng vô duyên lắm á, dẫn người ta đi tu, tự nhiên người ta không đi, nó đi đến chỗ khác, đi tìm người ta, kiếm người ta. Tìm kiếm chi à? Hỏi chị, tôi dẫn gì đi tu mà giờ tại sao mà chị không đi mà ở chỗ thầy nữa mà chị đi đâu tùm lum la chừng à? Tôi thấy chị, tôi bực bội chị lắm rồi đó nghe, làm mất mặt lắm đó nghe không? Em muốn kiếm chuyện. Vô duyên ghê không? Có nghĩa là mình có duyên mình dẫn người ta đi, người ta không đi nữa thì thôi, kệ người ta. Ví dụ như mình dẫn đoàn đi 100 người, từ từ còn 50, từ từ còn 20, từ từ còn 10 người, từ từ còn có mình. Vậy là mình đoạt tiêu chuẩn. Mình đạt tiêu chuẩn đúng không? Trời ơi, một mình dễ đi hơn. Tại vì mình có duyên mình dẫn người ta đi, mình không có bỏ người ta được. Mình có duyên, lúc này mình có duyên mình dẫn người ta thì mình phải dẫn đi thôi. Chứ dẫn người ta đi cũng tổ chức đoàn xe rồi cũng cực thấy mồ, hiểu không? Còn nếu không ai đi nữa thì mình đi. Mình thuê chiếc xe con chạy tép đi đó. Ngon vô cùng, quý vị khỏe chưa? Nó khỏi cần sắp xếp cái gì bực bội mệt mỏi chân đúng không? Rồi cái này là quá khỏe, khỏe vô cùng luôn. Thí dụ như giờ chùa mình ta đến đông gì thì những đứa phải lo, những đứa phải nói chuyện. Nếu quý vị không đến thì ngày nào những đứa cũng đi xuống nhà ăn cơm, khỏe re khỏi cần lên ngồi nói chuyện sùm nói tứ tung hết trơn quý vị coi, khỏe vô cùng. Đến thì cũng được, mà không đến thì cũng được. Vậy á, thì mình là người niệm Phật á, đối với cảnh duyên thế gian này nó không buộc ràng được mình. Vậy thì mình luôn luôn an lạc và tự tại đúng không? Đó, nó rõ ràng. Cái này là nói 100% luôn nha. Chứ không phải nói rằng là ta đến đây đông gì mà những đức nói là tôi ngon lành. Không có ngon lành gì chứ á. Lúc này là đang có duyên thì làm được gì thôi. Còn hết duyên là nó không có ai đến đây đâu. Nghĩa là mình lúc có duyên thì mình chăng thật làm thôi, chứ cái gì mà hay ho. Nhờ niệm Phật đó, lập thân hành đạo là nhờ niệm Phật mà ra. Chứ không, mình không có cái bản lãnh gì hết trơn á. Nếu mà những đứa không niệm Phật, những đứa đâu có một chút bản lãnh gì đâu. Nhờ niệm Phật là có bản lãnh à, ngộ vậy đó. Ai mà tin không, niệm Phật là có bản lãnh đó. Bản lãnh là gì? A Di Đà Phật. Rồi, bản lãnh A Di Đà Phật. Không còn bản lãnh gì nữa không? Không, A Di Đà Phật không được không? Tôi nói cho ông, cho bà biết nha. Cái bản lãnh con người lớn nhất là con người mỗi ngày vui vẻ. Ông bà công nhận không? Những đức nói từ cổ chí kim tới bây giờ, tất cả anh hùng hào kiệt hay là bậc trí tuệ nào cũng vậy chứ, nếu mà thật sự thấu hiểu được cuộc sống nhân sinh như vậy, quý vị không tin rằng là niềm vui là đỉnh cao nhất của cuộc đời con người hả? Bản lãnh con người lớn nhất là quý vị sống trong cảnh duyên nào cũng vui hết trơn á. Đây là bản lãnh lớn nhất của con người đó, chứ không có nói vào cái học vị lớn gì hết trơn á. Quý vị học vị lớn nhưng mà quý vị mỗi ngày phiền não buồn phiền, cái này không có nói bản lãnh gì hết trơn á. Trời ơi, quý vị làm được bao nhiêu công chuyện, bao nhiêu việc cho thế gian, nhưng mà mỗi ngày cái mặt bực bội khó chịu, vậy bản lãnh gì chàng? Cái này không có ham, cũng không ai muốn gặp quý vị nữa. Bây giờ không có một cái học vị nào, nhưng quý vị có nụ cười được không? Quý vị biết cười nè, quý vị tha thứ nè, quý vị khoan dung nè, quý vị tự tại nè, quý vị không nặng nề với tiền bạc danh tiếng nè. Quý vị làm đi, đây là bản lãnh đó. Mà bản lãnh này từ đâu ra? A là Vô Di Đà là lượng Phật là giác, chứ đâu ra hả? Thì câu Phật hiệu này niệm lâu ngày nó giác ngộ thì từ trong đó mà sanh ra. Hiểu rồi thì tự nhiên mình không bị cái thứ này buộc ràng nữa, nó vô cùng tự tại. Thí dụ như chủ nhật này quý vị có thể được đi chơi, nhưng vì sao quý vị đi đến đây? Đi đến đây còn cười nhiều hơn đi chơi nữa, mà còn ngồi được niệm Phật nữa, không tốn tiền nữa, thấy không? Ngồi mát mẻ bình yên, nó nghe chia sẻ Phật pháp, rồi xuống nhà ăn ăn cơm ngồi bên nhau, nó kết duyên được bao nhiêu con người biết tu nữa. Nếu hiểu ra thì thấy ồ,
đúng là ngày Chủ nhật là cái ngày mà chúng ta đến để mà gọi là giải tỏa tâm đặc sắc thiệt. Tại vì sao? Vì nhiều người cái tâm thiện nó đang phát lên. Nên những đức nói cái người mà hiểu á, thì ngày Chủ nhật này là ngày mà chúng ta có thể tiêu khiển thời gian đặc sắc này. Dù á, là chúng ta chưa nói gì cái chuyện niệm Phật giải thoát gì chứ, nhưng mà ngày Chủ nhật này là ngày tiêu khiển thời gian vẫn là hay hơn. Nó vẫn có phước hơn là đi vòng vòng cơ cơ, đi tùm lum tùm la, không được cái gì. Đi mà còn nặng nề, còn mệt mỏi, còn tốn tiền mà còn sân si nữa chứ. Còn đi đến đây ít sân si nghe. Ít đó vì ngồi gì ai nói gì vì mà sân si. Tự nhiên ngồi nhiều sân si hả? Sân si chi vậy? Không, ngồi thì ai cũng cùng ngồi, còn ai ngủ thì kệ người ta, ai ngáp thì kệ người ta, còn mình cứ mình cứ bình thường thôi. Tự nhiên những đứa vừa nói vụ ngáp, có cô kia cũng ngáp, cũng ồ. Thì thấy không? Nên tự nhiên đó nghĩa là tự nhiên vô cùng, mỗi một con người cái trạng thái của con người, người ta kệ người ta thôi. Ví dụ như người ngồi tỉnh, người ngồi buồn ngủ, người ngồi hôn trầm, người ngồi đau chân, người ngồi không đau chân, cái này trong đây nó tùm lum hết trơn á. Mà chúng ta cùng là mục tiêu, chúng ta cùng ngồi chia sẻ Phật pháp vậy là được rồi đó. Miễn sao mà chúng ta học ra được một cái tâm gì nó an lạc. Mà muốn cái tâm này an lạc thì phải cái tâm này nhớ cái gì? Nhớ Phật. Quý vị suy nghĩ đi, phải là nhớ tiền bạc, danh tiếng, nhớ gia đình, nhớ con cháu, nhớ cả đời, nhớ vẫn không giải quyết xong. Mà cái này nó nhớ nó lại tích tụ tới tuổi già, nó sanh ra khổ đau cùng cực. Tóc thì mau bạc, mặt thì mau nhăn, lưng thì mau còm, chân thì mau mỏi, đúng không? Nghĩa là cái bệnh này nè, cái bệnh này nó làm cho cơ thể con người mình nó hao tổn lớn nè. Nhưng mà mình chỉ cần nhớ Phật thôi, con người mình nó rất là tự tại. Những đức thấy bao nhiêu trăm bà già trong chùa mình quý vị, gương mặt bà tươi rói à, mà bà ăn cơm nhiều lắm nha quý vị. Mấy bà già trong chùa mình bà ăn nhiều lắm nha. Như đức nói thật á, công nhận người già mà ăn uống, mà mình nói đâu phải mình cười với bà cụ, nhưng mà những đức mừng cho mấy bà cụ già, bà già mà bà ăn uống được. Rõ ràng quý vị ơi, cái phương pháp lễ Phật này mấy bà cụ mình bà ăn ngon lắm quý vị ơi. Mà chùa mình ăn đâu có cái gì mà đặc biệt quá đâu. Vì mà những đức thấy mấy bà cụ mình á, tại vì mấy cô dọn ra tô không à. Chùa mình là ăn tô không mà quý vị. Người niệm Phật là phải ăn tô chứ không ăn chén. Thì biết rằng mấy bà cứ bớ một tô xong mấy bà múc đồ ăn nha. Mỏi bà mấy bà múc mấy bà bỏ vô cái tô. Bỏ xong rồi bà ăn hết, bà múc thêm nữa, tiếp tục. Thêm nửa tô nữa, là ăn tô gửi. Thêm trái chuối nữa chứ. Thêm cái bánh nữa. Có khi thêm chén chè nữa. Mới nói phần của tôi ăn. Vậy coi, nên tại sao Phật tử vô chùa mình mà một tuần lễ là lên ký? Ngộ thay là rất là nhiều người đi đến chùa mình chừng một tuần là lên ký à. Tuần là lên ký là ngộ vậy đó. Thế vị nghĩ đi, ăn được ngủ được, ăn được ngủ được mà tâm bình yên nữa chứ, rất là bình yên luôn. Những đức nói với vị, ví dụ như giờ vô chùa mình tuần hai tuần đi, vô đây tu đi, quý vị chỉ cần cầm tiền xe theo để mà bận tiền xe đi đến đây, rồi bận tiền xe đi về vậy thôi, rồi không có đem của cải vật chất, đem điện thoại gì theo hết, xong ha. Quý vị vô đây vị tu đăng ký xong, sắp xếp chỗ cho vị ở, rồi quý vị mỗi thời cứ lên tu xong xuống ăn cơm xong về nghỉ ngơi, nằm ngủ giấc xong rồi thức dậy đi tu xong đi ăn cơm xong đi tắm xong chút đi tu nữa xong cái chút về đi chơi vòng cái đi ngủ. Quý vị biết ngủ mở cửa chẳng quạt ra, không có ăn trộm ăn gì mà mình sợ nữa chứ, không có bận tâm cái nhà này ai lấy của cải gì hết trơn, cứ nằm phành tay ngủ. Ngủ thoải mái à. Thì suy nghĩ đi, nó thoải mái vô cùng luôn. Mà ở nhà mình thì không có nghe, ở nhà mình là quý vị tới giờ ngủ phá cửa chưa, con phá cửa chưa, cửa trước cửa sau phá chưa, hai cái chìa khóa nghe chưa, phá hai cái chìa khóa, phá trên phá dưới nghe chưa, cẩn thận coi chừng trộm vô. Còn vì vô chùa này quý vị nói ăn trộm, mày muốn vô mày lấy hết đồ trong chùa cũng được nữa, đồ trong chùa không phải của tao, tao không có lo. Thì thấy chưa, không có ai bận tâm cái chuyện này chân. Nên sao vô rồi nó nạp câu Phật hiệu vô nhiều, rồi nó nghe cái chuyện giải thoát không à, mỗi ngày nó không bận tâm cái gì nữa chân, rồi không có tiền trong túi, không có xài điện thoại, không nghe cái gì bên ngoài, trong vòng từng lên ký chứ sao. Quý vị nghĩ đi, ngoài đời cũng ăn quá trời luôn mà không có mập là do cái gì? Do vì chúng ta bận tâm nhiều quá nó hao năng lượng chứ gì.
Còn đi vô trong chùa thì nó không bận tâm gì hết trơn, nên từng từng hay từng là mặt nó đầy đặn liền, không nói chứ nha. Quý vị nhớ này, con người mà cái mặt nó đầy đặn là do diễn năng lượng nó đủ. Còn khi mà mấy vị ăn không ngon, ngủ không yên mà lo âu là mặt nó hớp lại, nó lo giết á, nó xanh xao vàng giọt hết trơn, nó không giỡn đâu. Nên nó nhiều người vô đây cộng tu nó rõ ràng mà. Nên Nhận Đức nói rằng mình mai mốt mình có thêm cái đạo tràng nữa là ba đạo tràng niệm Phật mà rộng thênh thang luôn. Bên Đại Tùng Lâm là thôi phòng ốc quá trời luôn. Bây giờ bên Đại Tùng Lâm đông lắm nghe, ta đến tu đông lắm á. Bên đó đó, tuy nhiên Đức không có tổ chức cộng tu gì, nhưng mà ta vì bên đó rất là đông đó. Nên khi mà tháng 10 mà cái chánh điện xây xong á, là bên đó là trước nhất là những Đức bố trí được 100 người ở đạo tràng, 100 người trước á, bắt đầu là gầy dựng á. Thì quý vị nghĩ đi, mình đã có chỗ ở, mình tu rồi đó. Nó có 3 điểm để mà mình đi đến mình tu đó quý vị. Nó những Đức á, đang xin Hòa Thượng á, ở bên đạo tràng niệm Phật bên Đại Tùng Lâm á, cái chỗ phòng hộ niệm á, những Đức định xin Hòa Thượng là sau này á, những vị Phật tử ở đây mà khi già già đồ được vô đó hộ niệm đồ, vô trong chùa được hộ niệm đồ á, thêm chút xíu vô đó nữa, nó làm thêm cái đó nữa. Những Đức cũng thích mà coi nhân viên coi làm sao, chứ những Đức cũng hướng dẫn quý vị ở nhà hộ niệm sao sao hết trơn rồi đó. Nhưng mà những Đức ở chừng mai mốt còn làm thêm cái đó một chút nữa, sắp ra một cái ban hộ niệm kệ đi, trong chùa mà có nhiều người chết thì tốt. Tôi biết rằng quý vị nói nhiều người ta không hiểu, ta nghĩ rằng chết là xui, tầm bậy, chết nó mới hên á. Cái cõi đời này bị sống lâu nó mới xui á, sống lâu nó không có gì hay ho đâu. Nó bị biết rằng ta cõi đời này càng sống lâu càng khổ. Cái vị coi có những người già sống lâu làm chi à, sống lâu mà nó đau đớn, nó nhức mỏi, nó buồn khổ, con cháu nó không nuôi, sống lâu gì à, tợ thôi chết phước cho rồi. Sống lâu gì cho nó mệt, nghĩa là mình còn sống mình khỏe gì nè, mình vui tươi mình sống, còn sống mà khổ sống gì, chết đi về cực lạc còn ngon. Đúng không quý vị? Rồi mình niệm Phật giảng sanh mà sợ gì chết. Nên những Đức thấy rằng chết không phải là xui, mà chết là đúng nguyên lý, đúng không? Chết không có xui. Có nhiều người ta nghe tiếng chết ta sợ, vậy Đức nói chết mà sợ, đúng là cái phòng tôi dán chữ chết đầy cả phòng luôn, hên muốn chết luôn, xui gì mà xui. Không, nhắc mình mỗi ngày cái vô thường, mình đừng có bị những cái cõi đời này nó chói buộc mình chi. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chùa mình mỗi tuần chư tăng ni quý Phật tử khắp nơi về rất là đông. Chúng ta được cộng tu ngày Chủ nhật rất là an lạc. Có những người cũng ghi cầu an cầu siêu. Khi những Đức hồi hướng là hồi hướng chung hết. Khi mình tu tập mà hồi hướng chung nó thù thắng dữ lắm. Nhớ tâm lượng lớn thì phước báo lớn. Nếu như mình chỉ có một cái góc độ nhỏ nào thôi thì nó không đặc biệt. Phải nhớ đó. Nên quý vị về đây tu tập nương vào toàn cái lực của đại chúng tu gì. Khi tu xong mình ra bên ngoài mình cúng thí thực, cúng là mời chư hương linh. Quý vị được dùng đồ ăn thức uống này qua cái hương vị thôi. Những người mà người ta chết rồi, người ta không có như mình mà cầm miếng ổi hay miếng xoài hay miếng bánh mà ăn được. Nếu như giờ này mà chư hương linh mà cầm lên mà thấy bánh đồ nó bay vòng vòng chắc Phật tử cũng chạy mắt dép hết ha. Nên chỉ có cái tâm chân thật mình cúng mà người ta hưởng cái hương vị, cái mũi người ta ngửi cái hương vị này, mà cái lực của đại chúng này cúng nè, cái âm đức đó nó hưởng cái hương vị nó no lâu lắm. Còn cái cúng bình thường là hưởng nó không có được như là cái đại chúng này cúng đâu. Thì nhớ cái đại chúng này cúng nó mạnh lắm không vậy? Từ nơi đó mà người ta chỉ hưởng cái hương vị thôi.
Nên khi chúng ta cúng kiến mà bánh trái đồ này kia đó, thí dụ như sữa thì nhất định là chúng ta phải phải làm sao mà lấy cái ống nút chúng ta đâm vào cái đầu ở trên cái hộp sữa. Còn bánh là nhất định chúng ta phải cắt một cái miếng nhỏ hoặc là phải đâm lỗ, đâm nhỏ để làm chi? Vì khi mình cúng người ta mới hưởng được cái hương vị, phải nhớ. Còn nếu như để nguyên cái bánh mà không cắt miếng nào chứ, là cúng là người ta không hưởng được, là người ta đến người ta tìm những đức đó nghe. Nhớ. Nên từ nơi đó mà những đức chỉ rất là rõ ràng. Nên chùa mình từ khi những đức về đây tới giờ hơn 6 năm, những đức nói lúc trước á, nghe nói ngoài này nó ưa xe cộ đồ, nó đụng chạm. Vậy mà từ khi hơn 6 năm nay tới giờ những đức về đây niệm Phật cũng đi thực được, là đây bình yên lắm, không có chuyện xe cộ mà đụng chạm đâu. Tại vì hương linh người ta được siêu thoát, hiểu không? Nên mình cúng thiết thực á, là mời người ta dùng. Chư hương linh về đây được nghe pháp tu hành nè, niệm Phật nè, tất cả quý vị được nghe pháp môn tịnh độ. Chúng ta nên buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ đi. Thí dụ như lỡ cha mẹ không hiểu từng phá thai giết mình, nhưng quý vị bây giờ nghe lời Đức Phật A Di Đà, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà ngài phát nguyện tiếp dẫn. Nên quý vị chỉ cần chân thật niệm Phật, buông xuống cái tâm hận thù, quyết chí niệm Phật, thì nhất định Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn quý vị về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này nữa. Nên về đây mình tu học thì cái tâm mình phải mở ra, luôn luôn sống làm sao mà người sống thì được vui, mà người mất thì buông xuống tâm hận thù, để mà niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí như cung, thự thực biến thập phương nhất thiết Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chúng ngà kim tí như cung, thự thực biến thập phương nhất thiết ngũ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chúng ngã kim ti nhự cung, từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. An một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, ta bà ha. Án ngã ngã nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, tam bà phạ việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cõi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương cực lạc từ đại bi A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đình hộ pháp, phát bồ đề tâm mua các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân súc sanh, quy tam bảo nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh về thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Ở các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do thân miễn ý phát sanh ra, che mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi, ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y, và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này đó là tài thí. Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ. Và chúng ta quy cho những chúng sanh này nghe đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Mà chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, mời đại chúng xuống giai đường dùng cơm. Chúc quý vị luôn luôn an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.